Rồi, giờ chúng ta sẽ đi tìm thằng Faustin để làm nhiệm vụ cốt truyện của thằng Faustin. Hình như chỗ này là vị trí của một cái rạp hát thì phải. Đúng rồi. Một cái rạp tạp kỹ. Final Destination. Okay, no problem. Hi Dimitri. Hey Dimitri. I took care of that thing for you. Rồi, Dimitri có vẻ rất là nổi tiếng, nhưng mà Dimitri chỉ là cấp dưới của Faustin thôi, chẳng qua Dimitri quan hệ tốt. Biết cách làm ăn, mình nghĩ Faustin cũng giỏi đấy chứ, nhưng mà có lẽ là Dimitri giỏi hơn, Dimitri có vẻ đứng sau tất cả nhiều hơn. Xem cái chương trình tạp kỹ ngớ ngẩn vớ vẩn. Gặp cô gái của tôi này, Natasha. Rồi, ai cũng bắt tay, như kiểu thân thiết lắm. Bố Faustin vẫn đang ôm gái ở đây. Mikhail. Này, người anh em, và Nico nữa, tốt. Ngồi xuống đây đi, uống đi. Chúng ta cần phải nói chuyện vài thứ đấy. Thằng kia đang chia gái. Mấy cô gái, cho bọn tôi vài phút được không? Được rồi. Đi ra khỏi đây nào. Giữ ấm nhá. Anh chắc không lâu đâu. Sao đây? Cái gì nào? Chúng ta có vài vấn đề về cảnh sát đấy. Sergei told me that a friend of his in the courts told him they've been authorized to tap our phones and they know about the pot we stole. Vấn đề với thằng Sergei. Who is the rat? It's no one. It's just the way we've been behaving, making too much noise. This Dimitri có vẻ lúc nào cũng cẩn trọng. We're going to have to calm things right down for a while. It's that fucking guy, yeah. I know it is. I saw it in his eyes. You know, that guy. That guy who bought the coke, but he didn't buy the pot. That's Lenny. He's my cousin's boyfriend. It's not him. Yes, he's a moron. Yes, but he's okay. I don't trust him. What? I just told you. He knows too much. Faustin thì nó không tin cái thằng người yêu của chị em họ với cái thằng Dimitri này. No, I'm not. Right now I'm wondering if it's him or you. It could be you. Think for a second. Đấy, phản đối ý kiến của Faustin phát là Faustin không thích. Look where your thinking has got us. Faustin thì không thích cái thằng theo như lời của Dimitri thì là người yêu của anh em họ với nó. Phản đối phát thế là ông này ông đề cao thằng Nico hơn. Đừng có mà cãi là lệnh tao. Hắn sống ở Bohan ấy. Lại lên Bohan. Đến đấy rồi gọi cho tao. Mikhail đừng có làm vậy. Câm mồm. Tôi cầu xin ông, làm ơn, đừng có làm vậy. Tại sao ông không nghe? Đây không phải trò chơi. Đấy, đây chính là khởi nguồn cho câu chuyện của chúng ta. Thực sự thì nếu mà Nico cứ chỉ quanh đi quẩn lại làm thêm cho những cái thằng mafia thì nó không đến nỗi. Nhưng cuối cùng lại dính một cái mớ rắc rối khốn nạn này. Không biết đường mà ra không nhỉ? Rồi lại lên lại Bohan đấy mới khổ thôi cơ. Thôi, chúng ta cứ đi chay đi. Ê, có phải có Banshee ở phía trước không ta? Banshee thì mày phải dừng lại rồi. Sao? Mày thích đánh nhau à? Tao không có đùa với mày đâu. Úi giời. Tắt radio ở đâu nhỉ? Ôi, xe này đi tốc độ cao thì khỏi bàn, nhưng mà xe này nó dài quá. Nó còn trôn không được tốt, handbrake cũng không được tốt. Nói chung là điều khiển nó rất là khó chịu. Oh shit. Đây, lên cầu nè. Đi cái cầu to thế mẹ luôn. Cầu này là cầu rẽ đúng không? Đúng rồi, đi lên rồi rẽ phải. Trong cái game này, nếu mà chúng ta muốn tuân thủ luật thì đi qua cầu là phải đóng tiền phí cầu đường. Chỉ đoạn đầu này thôi, về sau chúng ta có cái cầu đi thẳng sang bên đảo trung tâm Manhattan ấy. Ngoài đời là Manhattan, còn mình không biết trong game nó tên là gì, mình quên mất rồi đấy. Đây, cái đường này có vẻ ít người này, đi từ từ thôi. Chỉ cần chúng ta làm gãy cái gạt kia thôi là
bị mang tội hết, bị cảnh sát đuổi ngay lập tức. Kể cả đóng tiền rồi mà làm gãy cái thanh đấy vẫn bị cảnh sát đuổi thôi. Số má. Úi chết chết chết, đoạn này phải đi chậm lại. Gọi điện, tôi đến gần đến nơi rồi. Mr. Faustin, you want to call this off? No, I never change my mind. I've heard. Ông Faustin vẫn không thay đổi ý định, vẫn muốn mình xử lý cái thằng đấy. Có thằng ăn cắp xe kìa. Sao trông nó lái ngu vậy? Thằng này lần đầu đi xe máy à? Khắm thật. Hạ Lenny ở cái trạm điện ngầm. À, mình nhớ cái chỗ mà có cái con băng si hay đỗ rồi. Trong cái chỗ này này. Mình nhớ rất nhiều lần mình gặp được. Tiếc quá lần này thì không có rồi. Nhưng mà rất hay. Hoặc là ở bên kia hay sao ấy. Nhưng mà đại khái là ở cái chỗ này này. Cái đường xuống tàu điện này này. Ở mấy cái tập trước mình có kể rồi đấy. Đây rồi. Cầm 55 khẩu súng thế này. Hey Lenny. Mikhail không muốn, không thích mày nữa. Điều này không có gì là cá nhân đâu. Faustin trả lại ai cả. Cút mẹ mày đi. Tại sao mày cứ bướng như vậy? Thằng kia mày chạy đâu? À không không, cái xe mình cần ở bên này cơ thì phải. Cái đâu nhỉ? À kia nó kia kìa. Đừng để nó lên xe là được. Nó lên xe thì mệt đấy. Tiện nó cũng có một con Banshee của nó này, nhưng mà xe nó có mùi. Đây mình thích cái phần xe đằng trước được của nó là đây, cái hốc gió này đẹp thế, tiếc là nó lại có mùi. Cái xe của mình thì phần hốc gió nó đếch được như thế, nó lại kín mít, trông chả có điểm nhấn gì cả. Tôi sẽ xong nhiệm vụ rồi. Kiếm cái xe đi về cái đã. À, Dimitri gọi điện. Tôi chỉ làm theo lệnh của Faustin thôi. Thằng mày vừa giết là con trai của Kenny đấy. Đó là một người rất là nguy hiểm. Làm sao mà tôi biết được? Mày không biết đâu. Đó là do Mikhail bị điên thôi. Tôi chết rồi. Cái nhiệm vụ của thằng Faustin này khiến mình bị gây họa rồi. Con trai của ông to lớn ở đây. Thôi, hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nha. Hãy cùng chờ đón nhiệm vụ tiếp theo, xem câu chuyện này nó đi đến đâu nào.